Quýnh Nhà xin mời chào quý cô bác anh chị em. Lên đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào đến chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mới chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Cái câu chuyện của chú năm sầu riêng á, nó đi tới bờ ao luôn rồi quý vị. Bởi vì nó vô cùng là không hề có một cái tính nhân văn nào ở trong này cả. Dù rằng là kết nối yêu thương để đi tìm một nửa, nhưng đúc kết lại là một cái câu chuyện lãng nhách lãng xẹt. Và những cái người mà xoay quanh chú năm sầu riêng cũng toàn là trời ơi đất hỡi. Vừa qua mọi người cũng đã chứng kiến một cái người mà ham ăn lười làm, giống như là cái cô Cẩm Vân, bu bám để có thể là kiếm chác, rồi bắt đầu tới cái cô Tiền Chuối, là một cái người lên trên mạng xã hội khẳng định rằng là cô ta muốn đóng phim cùng với lại chú năm sầu riêng. Rồi chưa kết thúc nha quý vị, bây giờ lại lòi ra một cụ bà, mà cái người này chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe danh tiếng lẫy lừng rồi. Đó chính là bà cô 200 triệu. Thực tế để bà nói á, một cái người phụ nữ mà đã lớn tuổi như vậy rồi thì đương nhiên họ chỉ cần xung vầy bên con cháu, họ sống làm sao mà để cho người khác, người ta nhìn vào, người ta biết được rằng là bà này tuy không có của có nải gì, nhưng mà ít ra rằng sống nó vô cùng đạo đức, và người khác người ta đánh giá cao. Cho dù nếu như mà có gặp cái khó khăn gì đó trong cuộc sống thì tất yếu rằng là biết đâu được sẽ có người thương, sẽ có người giúp, đúng không quý vị? Nhưng mà ở đây á, cái bà cô hơn 200 triệu á, nói 200 triệu thì quý vị biết là bà ta nợ hơn 200 triệu đồng. Và bây giờ lên giống như là đi rao bán bản thân của mình. Nếu như ai mà có tiền cho cô ta trả nợ á, thì cô ta sẽ sẵn sàng đi ở với người đó. Thì quý vị thử nghĩ coi một cái câu chuyện ta nói rằng là không còn một cái từ ngữ nào để mà nói. Chồng á thì vẫn còn ở chung với nhau, mà nói rằng là ly dị ly ơ rồi này nọ các kiểu. Quý vị thử nghĩ coi một người mà đã ly hôn chồng thì có ở chung với chồng được không ạ? Nhưng mà cô này vẫn ở chung với chồng. Một cái câu chuyện láo xạo mà thật sự là mình không thể nào mà mình chấp nhận được. Rồi chưa kể rằng là nợ nần chồng chắc, ta nói hơn 200 triệu đồng. Thì bây giờ ví dụ như mà vỡ nợ đi quý vị, thì tất yếu rằng là mình làm mọi cách, mình đi làm lụng, mình kiếm tiền bằng cái đôi bàn tay của mình, rồi từ từ mình khắc phục những cái hậu quả do mình đã từng làm ra, rồi mình trả dần cho người ta. Chứ không phải rằng là bây giờ mình nợ hơn 200 triệu rồi à, mình lên mình rao bán rằng là bây giờ mình muốn kết nối yêu thương để đi tìm một cái người đàn ông nào đó mà có thể là cho cô ta hơn 200 triệu đồng để trả nợ, thì cô ta sẽ quyết định là trong vòng 3 ngày để giải quyết hết tất cả mọi thứ để đi ở với người đó. Chồng thì chưa ly dị nha quý vị, mà vẫn quyết là giải quyết trong vòng 3 ngày để có thể đi ở với người đó. Và một cái câu chuyện mà Quýnh Nhà nghĩ rằng là cuộc đời này không thể nào mà xảy ra được, nhưng mà nó lại xảy ra đối với những cái con người trời ơi đất hỡi, những cái người mà chưa bao giờ để cái đạo đức của mình lên trên hàng đầu, và cũng chưa bao giờ mà nghĩ rằng là cái con đường về sau này của mình á, ngày hôm nay mình bí bách á, ngày hôm nay mà mình thiếu nợ thiếu nần á, mà mình lên mình muốn rao bán bản thân của mình, mình bán đứng luôn cả cái người chồng đã đầu ấp tới gối của mình, để rồi chỉ vì hơn 200 triệu đồng mà mình thiếu nợ. Rồi bây giờ ai mà dám kết nối yêu thương với cái cô này? Ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha quý vị. Rau nào là sau nấy. Chú năm sầu riêng thì chú chỉ chơi được với những cái người giống như vậy thôi. Nó tận cùng của cái sự được gọi là đốn mạc luôn đó quý vị. Thực tế đó là những người mà ham ăn lười làm, ngồi mà đòi bắt đóc ăn sỏi đó quý vị, ngồi mà để chờ cái thời cơ nó đến với mình để mình có một cái số tiền, hay là ngồi để mà chờ một cái người nào đó đến vớt vát lấy cái số nợ của mình á, ta nói rằng là những cái con người này là hết xài được rồi.
Thực tế ở cái độ tuổi của Quýnh Nhà đó quý vị, thì cỡ chú Năm Sầu Riêng hay là cỡ của cái cô thiếu nợ 200 triệu đồng kia thì đáng tuổi chú, tuổi ông, tuổi bà. Nhưng mà không phải người già nào cũng đáng kính nha quý vị. Và thực tế hiện tại bây giờ tất cả mọi người cũng đã thấy, mình cũng không muốn dành cho họ những cái lời nặng lời, mà mình muốn thể hiện một cái điều gì đó đến cho tất cả mọi người. Đó là cái cách sống của người Việt Nam mình, đó chính là ăn ngay nói thẳng, sống là không có gian dối, sống là không có giả dối, sống là không có lương lẹo đầu này, không có lương lẹo đầu kia. Và cỡ tuổi của chú Năm Sầu Riêng và cô thiếu nợ 200 triệu đồng đó thì đáng lý ra là phải sống một cái cuộc đời được gọi là bình yên nè, bên con bên cháu nè. Dù là nếu như mà không có con có cháu đi chăng nữa thì mình phải sống làm sao để cho người khác, người ta nể nang mình một tí. Bây giờ lên trên mạng xã hội như thế này thì toàn dân, bàn dân thiên hạ người ta đều biết rồi. Và ngay kể cả cái chủ nợ của cái cô hơn 200 triệu đồng đó quý vị, người ta cũng biết hết ráo luôn. Trời ơi, ta nói tận cùng có một cái sự được gọi là đốn mặt, không ai có thể là chấp nhận được cho những cái điều này. Và tất yếu hiện tại bây giờ nó giống như là một cái hiện tượng mạng, ai cũng muốn bu bám vào trong cái câu chuyện của chú Năm là để lợi dụng cái sự thương hại của cộng đồng mạng, lợi dụng cái sự kém hiểu biết để đưa hết những cái xấu xa ra bên ngoài cho tất cả mọi người biết, cũng chỉ vì túng thiếu hay là suy nghĩ nó nông cạn, nó đơn giản rằng là tôi lên trên đây thì sẽ có một cái người nào đó người ta cứu rỗi lấy cuộc đời của tôi, thì đó là một cái điều sai lầm hoàn toàn. Đây nó giống như là một cái trò hề, một cái trò cười thì vậy đó quý vị. Rồi đến một lúc nào đó chả có ai đứng ra để cứu vớt lấy cái khoản nợ to bự của cô, hay là cũng chả ai còn quan tâm đến cái câu chuyện của chú Năm Sầu Riêng nữa. Thì quý vị thử nghĩ coi những cái con người này sẽ sống như thế nào và ra làm sao. Chắc chắn một điều rằng là bây giờ đi ra bên ngoài xã hội, đi ra chợ hay là đi đến bất kỳ đâu mà người ta nhận diện được ở đây là chú Năm Sầu Riêng, ở đây là cái cô thiếu nợ 200 triệu mà lên hô hoán rằng là bây giờ ai mà trả tiền cho tôi thì tôi sẵn sàng là đi ở với người đó đó quý vị, thì có phải là nhục mặt không? Người ta đánh giá mình như thế nào? Rồi sau này mình có khó khăn gì đi chăng nữa, người ta cũng sẽ đánh giá rằng là ôi trời ơi, những cái con người này không đáng để được giúp. Vì đã từng làm những cái trò tào lao bát xé trên mạng xã hội rồi, người ta không tôn trọng nữa quý vị. Còn có biết bao nhiêu cái mảnh đời khó khăn ở bên ngoài xã hội, quý vị cũng đã từng xem rất 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 là nhiều cái kênh đi thiện nguyện giúp đỡ cho đời, giúp đỡ cho người ở bên ngoài rồi đúng không ạ? Thì tất nhiên rằng là có biết bao nhiêu cái hoàn cảnh còn hơn chú Năm Sầu Riêng, còn hơn cái cô thiếu nợ 200 triệu đồng, rồi cũng được quý nhân người ta giúp đỡ, thì đó là cái phước báo của một con người đó. Có nghĩa rằng là mình còn phước, là mình vẫn còn một cái điều gì đó để mình có thể là kiếm ra tiền, mình có thể là xoay sở, mình có thể là chuyển những cái điều xấu nó trở thành những cái điều tích cực. Nhưng mà đối với cái chú Năm Sầu Riêng hay là cô Cẩm Dân hay là cái cô tiền chuối hay là cái cô mà thiếu nợ hơn 200 triệu đồng sẽ không bao giờ mà có một cái kết cục tốt. Thực tế để mà nói đó quý vị, những người này là trơ trẽn hết nước rồi. Vừa qua Quýnh Nhà đã xem được một cái đoạn video của cái chú 74 tuổi. Chú lên chú nói mà vô cùng xúc động nha quý vị. Thì lúc trước á, cũng làm những cái trò lên trên mạng xã hội như thế này nè, rồi bị người này người khác người ta đánh giá, rồi người ta xì xầm xì xào, rồi đi đến đâu chú cũng ngại, chú cũng buồn, chú cũng lo lắng thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ khi mà ngồi ngẫm nghĩ lại á, thì chú thấy dị cho những cái gì mà chú đã từng làm. Thì Quýnh Nhà hiểu được cái cảm xúc của chú, nhưng mà con người người ta biết quay đầu là bờ. Đó là những cái người
mà người ta biết được rằng là mình nên dừng lại lúc nào nó đúng lúc, đúng thời điểm để bản thân của mình coi đó giống như là một cái trải nghiệm, là một cái điều gì đó mà mình cần phải rút cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Thì đó mới là những cái người mà đáng để được chúng ta tôn trọng. Và qua những cái gì mà chú 74 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội đó, thì người ta cảm thấy rằng là chú Năm Sầu Riêng hay là cô Cẩm Dân hay là cô Tiền Chuối hay là cái cô thiếu nợ 200 triệu đồng nên nghe những gì chú nói. Bởi vì cái kết cục của một người nào đó mà làm những cái trò hề lên trên mạng xã hội như thế này đó, thì một cái khoảng thời gian nào đó thôi quý vị, những cái câu chuyện này nó sẽ chìm nghỉm và những cái con người này nó sẽ quay về với cái cuộc sống đời thực. Và lúc đó mới thấu được cái cảnh rằng là tại vì sao ngày xưa mình lố lăng, mình ô về, mình làm ra những cái trò mà người khác người ta không thể nào chấp nhận được, để rồi giờ đây mình gánh tất cả những cái hậu quả do mình đã từng làm ra. Và tất yếu rằng là đi đến đâu người ta cũng không kiêng nể, đi đến đâu người ta cũng không tôn trọng, và cuối cùng rằng là mình sống trong cái sự được gọi là ghẻ lạnh đó quý vị. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.